Đây là phụ nữ dưới nhà của con Năm Hạp và con cháu của chú Tám. Hôm nay là cúng cơm bà nội của mình ngày 15 tháng 7. Mình quay lại làm kỷ niệm. Cuốn bà cái đó luôn không? Cuốn cái kia kìa, cái nhà ấy. Cuốn cái này để làm gì hả? Vậy thôi giờ mình cái nào chị được cái này, cái này dễ gì cái này cuốn nó nhỏ nhỏ còn. Ấy gọi gì? Phát không đâu? Có xài dầu lắm mua qua không? Phải không? Bên đây là quấn bún hả? Bên đây cũng phải cho lên ảnh luôn. được đăng lên mạng ạ. Đăng lên YouTube á. Thằng con đi làm việc rồi hả cưng? Làm rồi chứ. Rồi dần nào cưới dâu? Tháng 1. Vậy hả? Dâu ở trên Cần Thơ luôn hay dưới này? Chưa biết, tính mẹ chưa biết nữa. nó chưa có dẫn về giới thiệu hả? Tại nghe thấy ham quá hả? Muốn cưới dâu. Đừng cho có cháu sớm, giữ cháu rồi với người ta. Mình mần heo hay gì vậy, mỡ nằm? Mua thịt với mần vịt. Di thấy nhà có nuôi vịt nhóc hết nè. Còn đặt rượu được không? Mày coi con chằm nó giống chằm hồi xưa hết biết kìa nè đó mày thấy không? Hết biết chưa mình gặp ở con chằm đó. Ông nhỏ kia là cháu nội của con Hạp. Bà cô này 9, bà cô này 10. Cao hơn mẹ nó chút rồi. Nó giống mẹ nó hồi nhỏ. Con của ba con đó. Ủa? Con nuôi. Chứ mày mày nói tao tưởng nó có mua ghê ngoài làng hội là đuối hàng đó. Nó mần vuông dưới hả? Dạy đâu? Dạy Thanh Tùng hả? Này cô 9, này là cô 10. Là cô với cha nuôi con là chú bác ruột. Như cha cô á thì thứ 6, cha của Hạp là thứ 8. Đó. Chị ơi. Cô 10 định là mai anh Phương nè. Được không? Được không? Được kìa. Đồng ý phải không? Đồng ý. Hứa giữ lời nghe, tôi có ghi âm rồi đó nghe. Đồng ý là ngồi anh đi theo cô 10 nghe. Nhà tôi bây giờ có đứa con gái nuôi bác sĩ bệnh viện Sản Nhi. Mổ bắt con hay lắm. Chưa có người yêu luôn, nó tuổi con ngựa đó. Có ai mà được thì cứ làm mai. Mà không biết nó chịu không, tôi thì đòi làm mai hoài mà nó không có chịu. Bên kia đang đòi làm ai ngược lại kìa. Giỏi lắm, nấu ăn đồ ngon lắm. Đang ở nhà em á chứ. Em đó em đóng tiền cho nó đi học bác sĩ đó. Nó học chung với gái út em á, rồi về xin việc cho nó luôn. Nó làm nó ở nhà em được 13 năm rồi. Từ lúc học y sĩ cho tới thành bác sĩ. Bảy bây giờ nó mềm rồi nè đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hồi nãy quay không dính gì hết, bây giờ quay lại nè. Đừng đưa lên YouTube mới được. Chừng nào thấy là đăng ký kênh ủng hộ nha. Chưa có bật được kiếm tiền. Quay mà sao đám mà quay mà lúc mà nhậu rồi chứ lúc chưa nhậu quay lên ủa sao đám vậy? Chưa. Quay hầm vậy người ta con gái nó nghe là nó kiếm người gả con về trong miền Tây rồi. Đây là bàn thờ hình ông bà nội mình đó. Bữa nay là 15 tháng 7, nhà của cậu Năm Hạp là con trai út của chú Tám đó, thờ bà nội, cúng cơm bà nội, tụi mình xuống cúng cơm. Còn ba mình, nhà ba mình đó, thì thờ ông nội cúng ngày 16 tháng 6 âm lịch. Thì ông ba mình bây giờ không còn, thì anh Tám mình là con trai út của